Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Hai bên đã có mặt sân khấu rồi. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, lời nói đầu tiên xin cho phép em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn nữ và chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Trần Minh Vương, em đến từ Quảng Nam. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là kỹ sư cơ khí chế tạo khuôn mẫu. Rồi bạn nhiêu tuổi rồi nè? Dạ, năm nay em 33 tuổi. Rồi còn em? Dạ, em tên là Huyền Trang ạ, năm nay em 30 tuổi. Em tới từ Nghệ An ạ. Em làm ngành nghề gì? Dạ, em đang làm kiểm toán nội bộ ở Quận Nhất ạ. Em đang sống ở Bình Thạnh. Em có những ưu điểm, khuyết điểm nào kể cho bên đàn gái nghe với Vương? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn và rất là dễ tính. Còn nhược điểm của em là lười đi chơi, hơi mê game và hơi rụt rè trước đám đông. Đúng rồi, hay chơi game là nhược điểm đó. Em ơi, em ngoài chơi game còn thích chơi gì nữa không? Ví dụ như là những cái một cái đam mê gì đó về nghệ thuật hay là về đá banh hay là về bơi lội. À dạ, em thì em chỉ thích đá banh và thích câu đá banh. Em mê đội nào nhất vậy? Dạ, em mê đội MU. MU. Dạ. Cái gì? M-U. Em mê đội MU hả? Dạ. Ồ, vậy đó hả? Dạ, em hôm nay tới chương trình cũng rất mong tìm kiếm một bạn trai cũng là fan Man U giống em ạ. Tại vì em rất là cuồng Man U ạ. Em cũng mê MU hả? Dạ vâng ạ. Các bạn trai trước mà anti Man U là em giận luôn ạ. Trời đất ơi. Mà nói xấu gì Man U là em cũng giận anh ạ. Nghĩa là đi kiếm người yêu là tiêu chí đầu tiên phải là MU đúng không? Dạ, nếu có cùng sở thích thì gia đình sẽ hòa thuận hơn anh ạ. Dạ cũng may mắn là Linh, em mới phàm MU một tháng này thôi à. Thôi vậy hả? Trời ơi, may quá. Vậy là có duyên rồi đó em. Chứ em mà lên đây em nói không phải là MU là em mệt lắm à, dễ thương. Nhưng mà nếu như anh không có là fan Man U thì em cũng bắt anh là fan Man U thôi ạ. Tại vì hôm nay em cũng sẽ bắt anh làm fan Man U ạ. Rồi, vậy là anh xác định là anh fan MU suốt đời rồi đó. Ồ, đó là anh xác định luôn, tức là sao? Ê, cái này là sao? Dạ, em có quà cho bạn fan Man U ạ. Là cái gì vậy? Dạ, dạ, em muốn cả hai sẽ cùng mặc những bộ đồ này để đi cổ vũ bóng đá Man U ạ. Ồ trời ơi, em cuồng nổi tới cái mức như vậy á hả? Dạ. Thôi để chút xíu mình gặp nhau đi anh ạ. Ừ, chút xíu mình gặp nhau đi rồi mình đưa. Bây giờ vậy đi, em nói về cái điểm mạnh điểm yếu của em trước đi. Để rồi tại sao em lại mua cái size này cho ảnh, lỡ ảnh bự hơn hoặc là nhỏ hơn sao? Em nghĩ anh sẽ chịu khó mặc ạ. Điểm mạnh của em thì là một người khá là sôi nổi, nhiệt tình với bạn bè ạ. Em biết quan tâm tới gia đình và thích nấu ăn. Còn cái điểm yếu của em, nói chung là tật xấu của em á, là cái gì? Tật xấu thì em có một chút nói nhiều, một chút khó tính và một chút nóng tính ạ. Nóng tính, ví dụ dạ. cái đô nóng của em là tới đâu? Thường thì khi nóng tính thì em im lặng và tránh tiếp xúc với mọi người thôi ạ. Chứ cũng không gây ra hậu quả gì. Không có bộc lộ dạ, ra dạ, vâng ạ. Đường tình duyên của em thế nào em trai? Dạ, em cũng đã trải qua hai mối tình chính thức. Và mối tình gần đây nhất là em quen được 3 năm và chia tay cách đây 5 năm rồi. Tại sao chia tay? Dạ, mối tình 3 năm là bạn gái em ở Nghệ An, cũng Nghệ An luôn. Nên em nghe bạn gái Nghệ An em cũng hơi lo. Tại hồi xưa cũng hai đứa yêu nhau dữ lắm. Mà bạn gái em là người dân tộc Thái. Lúc đó là dì của em Tết bị gia đình với lại tục bắt vợ gì đó thì em cũng không rõ cho lắm. Bắt luôn. Dạ, bắt luôn rồi không được vô nữa luôn. Trời ơi, em có dân tộc Thái gì không? Dạ em không Thái ạ. Không Thái được rồi. Thôi đàn gái. Dạ em chính thức thì em có 3 mối tình rồi ạ. Dạ lần gần nhất thì em chia tay được cách đây 3 năm rồi ạ. Nhưng mà tại sao 3 mối tình lại chia tay em? Dạ cái mối tình gần nhất thì tụi em ở hai nơi xa nhau ấy chị. Rồi, xa nhau. Có những cái mâu thuẫn, mọi người không có nhiều cái thời gian để dành cho nhau. Dạ vâng ạ. Tại sao mà trong 3 năm em là một cô gái xinh xắn như thế này mà em lại không có tình yêu nữa? Thời gian vừa rồi thì em khá là bận rộn trong cái công việc ấy chị, nên cũng không có nhiều cái thời gian để tìm hiểu. Và xung quanh em thì các bạn nam cũng đi lập gia đình khá là nhiều rồi ấy chị. Nên quay qua thì không còn thấy đối tượng. Em cũng khá là tâm linh một chút. Đầu năm thì em cũng có đi xem thì thầy cô cũng bảo rằng là em chịu khó đi tới tháng 10 sẽ gặp được một đối tượng phù hợp và tháng 3 năm sau sẽ tiến tới hôn nhân ạ. Tháng 10? Dạ. Tháng 10 Tây hay ta? Tháng 10 âm lịch ạ. Âm lịch là nay đó. Tới rồi đó, tới mùa rồi này, đó. Mùa này, đúng mùa này luôn. Được đó. Vậy là hợp với ngày hôm nay đó. Hợp luôn á. Em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Diễn tả một cái mẫu hình lý tưởng đi. Dạ em thử chỉ giống cô bên kia không? Bạn gái cao trên 1m55, mẫu hình đối với em như vậy là được rồi. Tóc tai có là được. Trời ơi, miễn có tóc thôi hả em? Dạ có là được chị.
có mà tỷ dụ trên đầu nó có mười mấy cộng thì ông tính sao? Là dạ, không có đó. Dạ dạ chắc cũng chấp nhận được chị. Thế ế quá mà đầu hổ ở đâu được. Em hình dung cái người con gái bên đây như thế nào? Dạ nghe nãy giờ chị nói vậy chắc em nghĩ chắc là xinh xắn lắm. Em nghĩ cổ có tóc không? Dạ chắc là có. Em không được 1m55 đâu anh ạ. À không sao. Dạ. 1m54 cũng được. 1m1 được không? Dạ chắc cũng được luôn anh, chứ giờ không thể không được nữa rồi. Ế quá rồi mà giờ không thể đâu được nữa rồi. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không anh. Không đúng không? Em gái, điều gì em không thích nhất ở người đàn ông? Dạ em không thích đàn ông lăng nhăng. Lăng nhăng. À, có nhiều em gái mưa. Dạ có nhiều em gái nuôi ạ. Có gái mưa gái nuôi gì không? Dạ không anh, không mưa không nuôi gì hết trơn. Không có mưa không có nuôi gì hết. Thôi thôi bây giờ mình hỏi kiến người thân đi. Đúng ha. Đúng rồi. Hỏi cô gái trước đi. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với chị sếp đồng nghiệp ạ. À một chị sếp thôi. Dạ và các bạn của em nữa. À vậy đó hả? Rồi vậy mời chị sếp đại diện đi. Nhà gái đi. À, em chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh ạ. À, em. Trang là một người rất là nhân hậu, bạn rất là thẳng thắn. Trang rất là lo toan, mọi chuyện rất là chu đáo và chỉn chu. Thấy chàng trai như thế nào? À, về phía em thì em thấy bạn Vương có lẽ là hợp với cả Trang. Em cũng mong là cái chương trình này sẽ để cho Vương và Trang có cơ hội tìm hiểu và đến với nhau. Rồi, cảm ơn. Dạ, em cảm ơn chị. À, còn em, bên đây em đi với ai vậy Vương? Dạ, em đi với anh trai ruột và những người bạn đồng nghiệp. À, anh ruột ha. Đây, anh ruột. À, trước tiên xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân, chào tất cả mọi người chương trình quay. Chào em. Chào em gái. Dạ, chào anh ạ. Vương á, là bây giờ nhà thì gia đình anh em cũng đông lắm, mà còn mình Vương là anh chưa có gia đình. Chung anh em cũng tự lập hết, Vương có tính tự lập nó cũng rất là cao. Thấy em dâu tương lai mình được còn không? Về nhận xét về em gái á, thì thấy cũng là, nói chung là bước đầu thấy thì cũng xinh xắn, cũng dễ mến. À, anh khuyên hai đứa đã tới đây đó rồi đã là một cái duyên rồi. Thì nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu, để tiến tới xa hơn. Rồi. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn đàn gái đàn trai ha. Cảm ơn. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu đi Vương. Anh có chín chín có hồng tặng em. Cái này thì anh cũng không biết ý nghĩa gì hết á, nhưng mà lúc mua bông á, anh bán bông nói là chín chín đó hoa này là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, và anh hy vọng đây cũng là món quà đầu tiên, sau này cũng sẽ còn nhiều cơ hội để tặng quà cho em nữa. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà muốn tặng anh ạ. Đưa bông đi chị để dùm. Áo gì đó em u. Em có món quà tặng anh ạ. Em dạ, anh cảm ơn em. Đầu tiên là tặng anh vì anh là fan Man U ạ, đúng người mà em đang tìm ạ. Và thứ hai là em tặng anh cuốn sách để tìm hiểu kỹ hơn về tâm lý của phụ nữ. À, cảm ơn em. Ủa dạ, sao mà em nói em đưa để mặc luôn, bắt ảnh làm fan MU luôn mà. Dạ em, có mặc luôn không em? Nhìn thế này thì vừa rồi ạ chị ạ. Tại vì phải vừa nó mới ra được cái thần giao cách cảm. Em dạ. Mặc đi. Có cần anh mặc không? Mặc đi em mặc đi Vương. Số mấy vậy em? Không có số hả? Vừa là coi như là thần giao cách cảm dữ lắm đó nghe. Chưa biết mà mua làm sao mà vừa in là coi như là hay lắm luôn á. Đó. Đâu quay qua trời đây coi. Anh ấy mạnh mẽ hẳn ra khi mà khoác cái áo quay của qua đây nàng trai. Trời ơi Linh ơi đẹp hẳn luôn á Linh. Hay quá nhưng mà là đẹp quá vừa quá thôi. Bạn gái chỉnh cái tóc cho bạn trai coi nào. Chỉnh à, cái tóc không cho sao, bạn trai đẹp, coi bộ chút cũng được. Đúng rồi. Chỉnh cho thiệt đẹp trai tôi coi nào. Dạ. Trời ơi, thấy thương không? Đó, phải vậy mới được. Dạ, anh cảm ơn em. Anh gặp em thì anh thấy em có như hình mẫu anh tưởng tượng không ạ? Nói chung là anh gặp em sau khi kéo cái đệm ra, anh gặp em thì anh mới biết, anh mới cảm ơn chương trình. Khi kéo bức đệm là thấy em quá xinh, quá đẹp. Ngồi sức tưởng tượng của anh à. Ngồi sức tưởng tượng của anh luôn ạ. Nãy nó tưởng mét mốt có mấy cọng tóc á. Anh có quan điểm như thế nào về tình yêu và hôn nhân gia đình ạ? À, đối với anh tình yêu thì chỉ cần quan tâm, chia sẻ và đồng cảm là được. Dạ. Anh là trai cơ khí nên anh cũng ăn cũng hơi khô khan, không có biết nấu những lời hoa mỹ hay là những ngôn tình gì, anh chỉ có con tim và tấm lòng chân thành thôi. Anh có hay ghen không ạ? Cái này thì anh cũng chưa biết, anh thì không có ghen mấy, nhưng mà tùy trường hợp em, nghĩ tùy hoàn cảnh. Nhưng mà khi ghen lên thì mình có động tay động chân hay là có những cái gì không? Tại vì em không thích đàn ông vũ phu lắm ạ. À, anh cũng không thích vũ phu, anh cũng ghét đàn ông vũ phu lắm. Tại anh ghen lên hay anh bực bội gì thì anh chỉ làm yên thôi. Trời sao hai đứa giống nhau dữ vậy? Phải ghen cái là giận lên là không nói gì cả, im lặng hết. Dạ, em giận lên là em bỏ đi thôi chị ơi. Ừ, đây bạn này giận lên là không nói đó.
Ủa rồi nói nghe nè, em hôm nay em có chuẩn bị, khi mà em đến gặp bạn này em có chuẩn bị một cái món quà tinh thần nào đó cho bạn không? À dạ, em cũng có chuẩn bị một bài hát để tặng bạn gái. Vậy á hả? Dạ. Em hát đi, còn bạn, bạn có chuẩn bị cái điều gì không? Dạ em hay đọc thơ bắn cóc ạ. Thôi vậy là người hát người đọc thơ đi. Dạ. Anh cũng hát một đoạn thôi. Dạ. Mong cô chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và quý vị khán giả cùng lắng nghe. Em muốn phụ họa cho anh nha. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cô lao xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng đi em, anh đón em về mùa mưa, cầu tre dẫu khó đưa sâu. Bằng lòng đi em dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Quá hay quá. Rồi đứng đó làm thơ luôn, nắm tay nhau làm thơ luôn. Em trước đây rất thích nhà thơ Xuân Quỳnh ạ. Nhưng mà hôm nay em xin phép cô Xuân Quỳnh để em đọc thơ do em mới nghĩ ra. Đó là bài thơ Sóng ạ. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa. Thôi mình yêu nhau đi. Thôi thôi. Không mà Vân thích vậy đó. Coi thôi như mình yêu nhau đi. Yêu nhau đi luôn thôi, à. Khỏi đọc thơ cho rồi. Rồi để tay nút bấm đấy các bạn. Đã đến phút chúng ta quyết định. Ông không cần đếm, ông bấm quá trời bấm kìa. Đúng. Đi. Thôi hai đứa mình đi về đi. Khỏi đếm. Nhịp tim của họ đã bấm cho họ rồi, thôi khỏi cần bấm luôn nào. Đến gặp ôi nhau ôi đi. Chưa gì ông đập, ông khí thế, ông đập. Dạ em sợ nó không dính. Rồi nắm tay đi nào. Bây giờ hứa với bạn bè, với gia đình, với mọi người đi. Ba má, ông bà đang xem, hàng xóm đang xem đó, gia đình đang xem đó. Dạ con xin phép và hai bác cho con được hẹn hò với em Quỳnh. Con xin hứa sẽ cố gắng hết sức đem lại hạnh phúc và niềm vui cho em Quỳnh. Em gì? Em Trang. Hồi nãy tại vì nhà thơ Xuân Quỳnh. Ê, cái này nguy hiểm lắm. Thôi nói lại đi. Nói lại xin lỗi ông bà nha. Tại dạ, vì một con, chút nhầm lẫn. Dạ con xin lỗi hai bác. Con xin đính chính là con sẽ thương Trang và yêu Trang, sẽ cố đem hạnh phúc lại cho Trang. Con cảm ơn. Xin phép con hôn Trang. Và con tiện đây con xin phép cô là cho con được khẽ hôn Trang một cái nhẹ. Xin phép nha.